Tên cướp kia, trả kẹo đi, trả kẹo hamburger đi. Anh mà bắt được mày á là anh cho mày biết tay đi. Tôi đâu có làm gì đâu, tôi chỉ cướp mấy kẹo thôi mà. Ngon quá các bạn ạ. Hiếu, trả kẹo đây cho anh, đừng để anh bắt được. Có chuyện gì thế? Bây giờ em muốn cướp kẹo của em. Bây giờ em trốn sau gốc cây này à? Anh đừng nói em trốn sau gốc cây này nhá. Ok. Hiếu nghe, trả kẹo đi. Anh thấy này nghe. Anh không thấy tình cướp rồi chạy ngang qua đây không? Không, anh mà có tình cướp nó chạy hướng này nè. Cảm ơn anh Thái đại ca. Cảm ơn anh Vy Tỉa đi rồi các bạn ạ. À, anh Thái đại ca có kẹo ngon thế. Kẹo wow. Ngon quá các bạn ạ. Ngon thế. Hả? Sao còn mấy cái que? Thằng Hiếu, trả kẹo đây. Anh Thái đại ca có giỏi thì đổi em lấy kẹo. Đứng lại, trả kẹo cho anh. Cảm ơn, không có ai. Cũng không có ai. Cảm ơn, đây là kẹo của anh Vương Thị Đẻ. Đây là kẹo của Thái đại ca rồi các bạn. Ngon thế. Thằng Hiếu lấy kẹo mình, nó trốn đâu rồi các bạn à. Mình mà bắt được Hiếu á là mình cho biết tay nha các bạn. Thơm quá các bạn ạ. Dẻo quá. Oh no. À, các bạn ơi, thằng Hiếu đang ngồi đằng kia ăn kẹo kìa các bạn. Ngon quá bà. Hả? Anh Vinh Tư Đĩa. Thằng Hiếu trả kẹo đi. Hả? Anh thấy này kìa. Wow. Thằng Hiếu trả kẹo đây. Anh Thái đại ca. Thằng Vinh Tư Đĩa. Thằng Hiếu. Thằng Hiếu trả kẹo đi. Trả kẹo đi. Các bạn ơi, sáng giờ không bắt được tên cướp nữa các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình phải báo cảnh sát các bạn ạ. Đau thế. Anh cảnh sát, cảnh sát. Đau quá. Qua không giúp tôi. Qua không. Anh cảnh sát. Có cướp. Cướp hả? Hả? Oh hell. Ê, tên cướp chạy hướng nào? Hướng này. Anh cảnh sát, đòi lại công bằng cho tôi nhá. Oh no. Cảm ơn lại kẹo nữa rồi các bạn. Ngon quá. Các bạn ơi, tên cướp đang ăn kẹo 20 gói kìa các bạn. Wow. Ngon quá rồi ạ. Hey. Kẹo ngon không? Thôi anh cảnh sát, chạy thôi. Chạy đi đâu? Không có gì lẽ. Đi chạy không? Đi. Oh hell no. Tay em tới.